Miss Universe Việt Nam cũng như là công ty cổ phần Hoàng Vũ, công ty cổ phần Hoàng Vũ Việt Nam đã chọn mặt cưới bạn, và chúng tôi cảm thấy tự hào về cái sự lựa chọn này của chị Nga và chúng tôi. Cái điều thứ hai đó là team sẽ đầu tư như thế nào cho chương trình này, thì như là những gì team đã chia sẻ trên video chiếu trước khi team xuất hiện ra. Cho em trả lời câu đầu tiên đó là thứ gì? Thực ra đối với em, cái việc mà tôi chỉ nói đó là mình hoàn toàn có thể mua bản quyền của một cái nào đó, hoặc là mình hoàn toàn có thể tự tạo ra một cái cuộc thi nào đó khác để mình tổ chức. Nhưng đối với em, sức hút của Miss Universe nó vẫn là một cái môn rất là nóng và rất là lớn, và chắc chắn khán giả cũng đang bị muốn vào điều này, và những cái tiếng như Vương Giang cũng đang bị cái điều này thu hút. Và đối với Tiến và Giang thì cái việc được bắt tay cùng với chị Nga của công ty cổ phần thương mại của họ Việt Nam với một chuỗi sự kiện tiếp theo trong năm 2024, Tiến nghĩ rằng cái cú bắt tay này nó đã là một cái sự ủng hộ rồi, và sự ủng hộ và chờ đợi của khán giả, của tất cả mọi người luôn luôn là một cái sức hút lại càng lớn hơn đối với Tiến nữa. Nếu Tiến và Giang tiếp tục tạo ra một thương hiệu hoa hậu mới để tự mình tổ chức thì sẽ chẳng có là gì bất ngờ đối với khán giả cả. Như những bắt tay này chắc chắn nó sẽ là sự bất ngờ và chắc chắn là cái điều đáng chờ đợi. Khôn khổ mà mình không được hỏi quá nhiều về
của